Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các thành viên bàn về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo việc thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 79 về chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu công tác sử dụng vốn các danh mục dịch vụ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong công tác bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, xây nhà phải đảm bảo chính xác. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giảm còn 0,5% và phấn đấu không còn hộ nghèo đến năm 2030. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố. Đảng bộ thành phố Hưng Yên có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 7.200 đảng viên. Từ năm 2021 đến hết quý 1 năm 2023, toàn thành phố đã kết nạp được 151 đảng viên. Để công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu kết nạp đảng, thường xuyên rà soát số lượng đối tượng đã được bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo đoàn viên hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện vận động giáo dục giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng xem xét kết nạp vào đảng. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở là vấn đề nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia và dư luận xã hội. Qua nhiều lần lấy ý kiến và tiếp thu, dự thảo luật nhà ở sửa đổi mới nhất gửi tới Quốc hội, Chính phủ chính thức bỏ quy định này. Theo nhận định của Chính phủ, đây là vấn đề có tính nhạy cảm, tác động lớn đến xã hội và còn có những ý kiến chưa thống nhất. Chiều nay 17 tháng 4, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính đã có cuộc họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sau khi xuất hiện liên tiếp những phản ánh về chất lượng chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp. Nội dung cuộc họp xoay quanh các vấn đề, thực trạng công tác tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu cho bán sản phẩm bảo hiểm và công tác xử lý các phản ánh của khách hàng tại doanh nghiệp bảo hiểm. Giải pháp đã và sẽ thực hiện để nâng cao công tác đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ khách hàng. Thời gian tới, doanh nghiệp cần rà soát quy trình thẩm định, phát hành hợp đồng bảo hiểm để có giải pháp xử lý kịp thời các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Doanh nghiệp bảo hiểm phải tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng đại lý tư vấn bảo hiểm, từ đó hạn chế tình trạng đại lý tư vấn thiếu trung thực với khách hàng tham gia. Bắt đầu từ hôm nay, 17 tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận cho Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Hà Nội thí điểm quy trình xác thực hành khách bằng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt qua camera. Thời gian thực hiện thí điểm một tháng, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5, gồm một làn thí điểm, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm đợt này. Các đơn vị liên quan cần thông báo rõ với hành khách quy trình thí điểm nhận diện hành khách và việc thí điểm là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc. Thưa quý vị, dù đã không còn được công nhận là làng nghề từ năm 2019, tuy nhiên đến nay các hộ kinh doanh sản xuất ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vẫn hoạt động, thậm chí quy mô còn lớn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân. Khói bụi, mùi khét nồng nặc là những thứ mà người dân tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua. Phế liệu sau khi được thu gom về, được phân loại, sau đó rửa đưa vào máy xay nghiền và tạo ra các hạt nhựa. Quá trình này không chỉ tạo ra tiếng ồn lớn mà còn khói bụi bẩn và nước ô nhiễm xả ra môi trường. Tổ dân phố Phan Bôi hiện đang có 117 hộ buôn bán sơ tái chế hạt nhựa. Hầu hết các hộ đều xây dựng nhà xưởng trên đất tự mua trong khu dân cư, xen kẽ với các hộ không làm nghề. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân. Nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới với những tiêu chí thân thiện môi trường, thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã chú trọng gìn giữ các ao hồ, góp phần làm diện mạo làng quê ngày càng tươi đẹp, trong lành hơn. Toàn huyện Tiên Lữ hiện có 47 ao hồ nằm trong danh sách bảo tồn và gìn giữ. Bên cạnh lợi ích điều hòa không khí, dự trữ nước chống úng cục bộ, thì các ao hồ còn được một số địa phương của huyện cải tạo thành nơi tập bơi cho thanh thiếu niên.
Đến nay, trên 30% số hộ ở huyện Tiên Lữ đã được cải tạo kiên cố với thiết kế đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, lát vỉa hè, trồng cây xanh bóng mát và đèn chiếu sáng ban đêm, tạo sân chơi nghỉ dưỡng sau ngày làm việc cho nhân dân địa phương. Tiếp tục là các thông tin trong lĩnh vực y tế. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine COVID-19 AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023. Công văn cho biết, ngày 8 tháng 2, Viện đã phân bổ trên 830.000 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng đến đầu tháng 7 năm 2023 cho 63 tỉnh thành tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Số vaccine AstraZeneca hiện còn trên 500.000 liều, tốc độ sử dụng 8 ngày đầu tháng 4 năm 2023 chậm khoảng 1.040 mũi trên ngày. Nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine. Mới đây, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, một sản phụ 29 tuổi được chẩn đoán đờ tử cung thứ phát sau sinh, cần được mổ cấp cứu ngay lập tức. Nhận thấy sản phụ có máu cực hiếm, bác sĩ bệnh viện đã chủ động liên hệ với 5 tình nguyện viên trong tỉnh cùng có nhóm máu với bệnh nhân. Ngay trong đêm, 5 tình nguyện viên đã vượt hàng chục km, đã có mặt tại bệnh viện kịp thời hiến 5 đơn vị máu hiếm B, RH âm cho sản phụ. Nhờ đó, ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Theo thống kê của Hội Truyền máu quốc tế trên thế giới, rất hiếm người thuộc nhóm máu RH âm, chỉ chiếm khoảng 0,04 đến 0,07% dân số. Hôm nay, ngày 17 tháng 4, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị đưa ra xét xử với cáo buộc thông đồng với 2 doanh nghiệp để hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, gây thiệt hại hơn 53,6 tỷ đồng cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm xã hội. Trước phiên xét xử, ông Tuấn đã nộp khắc phục số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Có 19 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, trong đó có 2 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn. Chuyển sang phần tin quốc tế, quốc gia châu Phi Sudan đang đứng bên bờ vực nội chiến sau những cuộc giao tranh giữa quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh, nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan. Cuối tuần qua, hàng chục thường dân đã thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên Liên Hợp Quốc trong các vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ và nhóm bán quân sự, các lực lượng hỗ trợ nhanh, RSF. Ngọn lửa và những cột khói đen vẫn có thể được nhìn thấy trên khắp đường chân trời của thủ đô Khartoum. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay bốc cháy tại sân bay quốc tế ở thủ đô, cũng như các đám cháy gần một bệnh viện. Giao tranh đã bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, bắt nguồn từ sự bất đồng về việc sáp nhập RSF vào quân đội như một phần của quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự. Đây là lần đầu tiên xung đột như vậy bùng phát kể từ năm 2019, khi cả hai nhóm hợp lực lật đổ nhà cựu lãnh đạo Omar al-Bashir. Ủy ban bầu cử Thái Lan vừa ra thông báo sẽ thưởng gần 30.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử, trong đó có cả việc mua phiếu bầu. Thông báo trên được đưa ra trong buổi ra mắt một dịch vụ trực tuyến mới thông qua ứng dụng di động để giúp người dân có thể ẩn danh, cung cấp chi tiết về cáo buộc gian lận, mua hoặc tặng quà để đổi lấy phiếu bầu. Bên cạnh ứng dụng này, Ủy ban bầu cử Thái Lan cũng đã mở thêm các kênh khác để người dân có thể gửi khiếu nại như qua tổng đài điện thoại hoặc đường dây nóng của Ủy ban. Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5. Việc bỏ phiếu sớm diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Một đơn vị chuyên phân tích số liệu thuộc Liên Hợp Quốc cho biết Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Theo số liệu của MarketWatch, Ấn Độ đã ghi nhận dân số ở mức 1.425.782.975 người tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2023, trong khi quy mô dân số của Trung Quốc giảm xuống 1.425.748.032 người. Ấn Độ tăng thêm trung bình khoảng 36.470 người mỗi ngày, trong khi dân số Trung Quốc giảm khoảng 983 người mỗi ngày. Dân số Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 4 thập kỷ tới, đạt đỉnh khoảng 1,7 tỷ người vào năm 2063. Được biết, Trung Quốc đã giữ vị trí quốc gia đông dân nhất trên thế giới kể từ năm 1950, khi Liên Hợp Quốc bắt đầu công bố dữ liệu dân số. Bangladesh đang trải qua đợt nắng nóng bao trùm nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Dhaka, khi nước này bước vào cao điểm của mùa hè. Theo Cục Khí tượng Bangladesh, nhiệt độ tại thủ đô Dhaka trong ngày 16 tháng 4 lên tới 40,5 độ C, cao nhất trong 58 năm qua. Đường phố có ít người đi bộ hơn bình thường và một số công trường xây dựng đã tạm dừng các hoạt động ngoài trời. Nhiều đường trên một số con đường đã bị chảy trong cái nóng giữa trưa.
Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày 16 tháng 4 ghi nhận tại một địa phương cách thủ đô Dhaka khoảng 215 km về phía Tây là 41,8 độ C. Giới khí tượng học dự đoán nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.